Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Thì hôm nay theo cầu bạn Sức Phạm và bạn Bao Dương thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Tara ở trong mùa 21 này nhé. Cũng có một cái tin rất là vui dành cho anh em nào mà fan của vị tướng này. Thì đó chính là ở trong phiên bản mùa 21, vị tướng Tara của chúng ta cũng đã được thay đổi về mặt sức mạnh. Cụ thể ở đây thì sẽ là giảm 1 và tăng 2 cho vị tướng Tara. Thì đầu tiên đến với chiêu 1 của vị tướng Tara bây giờ, mỗi khi chúng ta đánh thường thì sẽ giúp cho cái chiêu 1 đập tan của vị tướng Tara được giảm thời gian hồi chiêu đi 1 giây. Ở đây thì Zuka có vẻ khá là hên nha, khi ăn nguyên cái bộc phá vào người mà lại không bay mau. Còn ở đây thì chắc chúng ta cũng phải chơi liều thôi nhé, chạy thì chắc là cũng không chạy được nữa rồi. Được cái chiến công đầu thì vẫn ngon hơn là cái mạng thứ 2 trong trận đấu này. Tiếp tục quay trở lại với cái sự thay đổi của vị tướng Tara. Lúc nãy là cái chiêu 1, thì ở cái chiêu 1 bây giờ thì theo cá nhân mình nghĩ là mỗi khi chúng ta đánh thường lại giảm thời gian hồi chiêu đi 1 giây thì sẽ giúp cho vị tướng Tara trở lên cơ động hơn rất là nhiều. Kiểu như là chúng ta vào giao tranh, chúng ta câu chiêu xong chúng ta đánh thường một tí là chúng ta cũng có thể hoàn toàn thoát ra được khỏi cái giao tranh đấy bằng cái chiêu 1 hết sức là dễ dàng. À, hình như chính xác cái chiêu 1 là chăn chối nha anh em, còn chiêu 2 thì mới là đập tan. Rồi thì tiếp tục đến với chiêu 2 của vị tướng Tara. Chiêu 2 bây giờ thì cũng là một chiêu thức bị giảm sức mạnh ở trong phiên bản này. Thì giảm ở đây có nghĩa là sẽ giảm đi cái khả năng gây sát thương chuẩn đến từ vị tướng Tara khi chúng ta kích hoạt chiêu 2. Với cái cách giảm sức mạnh này đến từ nhà phát hành thì theo cá nhân mình nghĩ là sẽ đánh trực tiếp vào cái khả năng gây sát thương đến từ Tara. Tại vì trước kia khi Tara có thể gây được sát thương chuẩn, chúng ta đi đường top chúng ta hoàn toàn có thể solo với những cái kèo như kiểu là Arthur, Arwin hoặc là Skurt. Nói chung là những cái vị tướng nào trâu bò có nhiều giáp thì Tara hoàn toàn có thể ăn được. Hoặc thậm chí là không ăn được thì cũng phải đánh người ta gọi là cân kèo, cũng không quá là bị áp đảo về cái mặt chất tướng. Còn tại khu vực này thì giao tranh cũng đã được nổ ra rồi, và cái bộc phá của mình thì cũng vừa may nó hồi kịp để chúng ta có thể ăn được mạng của vị tướng Hayate. Có hai mạng trong giai đoạn đầu trận và có thêm một cái bùa xanh thì chắc chắn là chúng ta cũng đã đang ở trong một thế người ta gọi là thế rất là xanh xao rồi, hoặc là chuẩn bị xanh. Nhưng đối với Tara thì mình thấy là nó sẽ hơi khác so với những cái vị tướng đi top khác. Thường thường nếu anh em chơi Zuka là chơi ngũ không đi top ý, hoặc là Ari hay là những cái vị tướng có khả năng gây sát thương mạnh khi đi top, thì với chỉ việc chúng ta ăn vài mạng thế này thì team bạn nó cũng rất là sợ. Sợ với một cái vị tướng mà chuẩn bị có thể làm bón hành cả team bạn. Nhưng trận này khi chúng ta chơi Tara thì mình cũng chia sẻ thật với anh em là sát thương của Tara thì không nhiều, nhưng được cái vị tướng này nó rất là trâu bò. Thế nên gây áp lực ở đây thì không phải là gây áp lực theo cái kiểu mà chúng ta gây sát thương, ăn mạng, mà chúng ta sẽ gây khó chịu bằng cách cấu rỉa team bạn và sau đó hồi phục lại, khiến cho những cái pha dồn sát thương đến từ team bạn nó trở thành công cốc. Đó chính là lối chơi của vị tướng Tara. Thế nên khi chơi vị tướng Tara này thì mình vẫn khuyến khích anh em là chúng ta lên full tank thì nó sẽ khỏe hơn cho Tara rất là nhiều. Rồi thì quay trở lại cái vấn đề cuối cùng đấy chúng ta đang bàn nốt, đó chính là cái thay đổi của vị tướng Tara đến từ ulti. Ulti ở bản này thì vẫn giống bản trước, nhưng có thêm một cơ chế khá là mới mẻ và mình đánh giá rất là cao ở cái thay đổi lần này. Đó chính là ngày trước ấy, khi chúng ta kích hoạt ulti của vị tướng Tara, ulti này thì cũng chỉ đơn giản là giúp cho vị tướng Tara của chúng ta có thể hồi phục. Nhưng ở bản hiện tại thì sau khi chúng ta kích hoạt ulti thì sẽ giúp cho Tara hồi phục và sau đó là kèm thêm một cái lớp giáp người ta gọi là giáp tạm thời. Có nghĩa là trong cái thời gian anh em kích hoạt ulti thì Tara sẽ được cộng thêm tầm khoảng 200 giáp. Số liệu chính xác thì mình cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà khởi đầu thì sẽ là 100, 200 rồi như là 300 hay sao anh em. Đó tầm đấy. Theo cá nhân mình thì với cái lượng giáp đấy sẽ giúp cho Tara thứ nhất là đặt kèo dễ hơn, hoặc thứ hai là chúng ta cũng có thể chạy được dễ hơn trong những cái pha mà tướng địch nó truy đuổi vào mình. Và cái mục giáp ở đây thì cái hôm mình xem ở cái sự thay đổi ấy, thì người ta cũng chỉ ghi chung chung là giáp thôi, thế nên mình cũng không biết chắc chắn đây là giáp vật lý hay là giáp phép. Nhưng nếu mà người ta chỉ ghi giáp thì phần lớn mình nghĩ sẽ là giáp vật lý anh em. Tại vì nếu tăng cả hai loại giáp cho Tara trong lúc kích hoạt chiêu cuối thì vị tướng này sẽ trở lên hết sức là bá. Ở đây thì với cái sát thương đến từ Vera và đến từ Zuka, chắc chắn là không đủ để có thể hạ được mình rồi. Một Tara rất là trâu bò ở thời điểm hiện tại. Với những thanh máu ở trên đầu Tara thế này thì ở thời điểm hiện tại mình cũng đoán rằng nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng tầm 6.000 máu dành cho vị tướng Tara.
Valet thì hoàn toàn có thể lên được 12 đến 13 nghìn là chuyện bình thường. Với bảng ngọc ngày hôm nay mình dành cho vị tướng Tara. Ở phần ngọc đỏ thì mình cũng dùng như các vị tướng tanker. Đó chính là máu giáp tốc đánh. Ngọc tím thì chúng ta sẽ sử dụng là máu tối đa 75. Và ngọc xanh là cây thì sẽ là máu và hồi chiêu. Nói chung chúng ta cứ đúc càng nhiều máu cho Tara thì vị tướng này sẽ càng mạnh. Mạnh thứ nhất là mạnh ở ulti có thể giúp cho vị tướng Tara hồi phục nhanh và nhiều hơn. Và cái điểm mạnh thứ hai là đến từ nội tại. Tại vì khi vị tướng Tara của chúng ta càng ít máu thì sát thương vật lý cộng thêm của vị tướng này cũng càng lớn. Có nghĩa là kiểu như Zephyr anh em. Zephyr càng ít máu thì cái khả năng miễn thương bất tử nó càng tăng. Còn Tara càng ít máu thì sát thương càng nhiều. Đơn giản là như vậy. Từ bộ kỹ năng trên của vị tướng Tara thì bây giờ chúng ta sẽ một cái lối combo cơ bản nhất dành cho Tara. Đó chính là chiêu 1 là giao tranh, chiêu 2 và anh em đánh thường liên tục nha anh em. Nó khi nào cảm thấy là chúng ta hồi gần được chiêu 1 rồi, nếu muốn đánh tiếp thì anh em có thể dùng chiêu cuối cân tiếp, hoặc nếu không đánh được muốn rút lui thì chúng ta lại bật chiêu cuối và dùng chiêu 1 rút lui. Đó là cái lối đánh người ta gọi là nhử chiêu dành cho vị tướng Tara. Khi chơi vị tướng này thì anh em cũng không cần nhất thiết là chúng ta phải vào giao tranh sớm để có thể bắt AD, mà chúng ta sẽ vào giao tranh sớm để chúng ta có thể thu hút những cái chiêu thức quan trọng. Kiểu như là thí dụ trận này nhá, team bạn thì có vị tướng Garak, có vị tướng Vera hay là vị tướng Zuka, thì mình sẽ vào nhử chiêu cuối đến từ Zuka, nhử chiêu 2 khống chế đến từ Vera, hoặc cũng có thể nhử đi những cái lần móc và những cái lần hút chân không đến từ vị tướng Garak, theo mình cũng khá là có lợi. Sau khi nhử chiêu xong thì chúng ta sẽ bật ulti, và ở đây chúng ta cũng sẽ có hai sự lựa chọn như lúc nãy chúng ta đã đề cập. Nếu team chúng ta lao lên, chúng ta sẽ ngay lập tức cùng lao lên cùng team đánh luôn. Còn nếu mà team chúng ta không lao lên thì thôi, chúng ta lại dùng cái chiêu 1 rút lui về và hạn chế ảo tưởng anh em. Mặc dù sát thương thì cũng nhiều thật, máu thì cũng nhiều thật, nhưng mà cái độ chống chịu của Tara thì nó cũng chỉ có một lần khi chúng ta còn ulti. Chứ còn đỡ sát thương xong mà chúng ta mất ulti rồi mà anh em lại hổ báo lại thì cái khả năng cao chúng ta lên bản đếm số cũng là khoảng 90%. Thế nên hạn chế hổ báo nha anh em. Trong lối trang bị ngày hôm nay của mình dành cho vị tướng Tara, ở đây chúng ta sẽ có hai lối trang bị, đó chính là áo choàng lửa, áo choàng băng, hoặc cũng có thể áo choàng lửa và dìu Hyuga. Hai cái slot mà mình nghĩ anh em nên mọi trận cho vị tướng Tara. Với hai slot này thì trong cái quá trình mình anh em chơi ấy, chúng ta nên áp sát càng nhiều càng tốt vào những cái vị tướng máu mỏng, hoặc là những cái vị tướng mà anh em muốn hạ được, thì chúng ta áp sát thế thứ nhất có thể gây được sát thương thiêu đến từ áo lửa, và thứ hai là khi anh em dùng chiêu xong ấy, anh em nên đánh thường một cái nhé, để có thể tối ưu được cái nội tại đến từ áo choàng băng. Hoặc chúng ta cũng có thể đánh thường liên tục để có thể tối ưu được cái nội tại làm chậm đến từ dìu Hyuga. Hai cái trang bị đấy thì nó cũng na ná như nhau thôi anh em. Chẳng qua là một cái chúng ta muốn kích hoạt làm chậm thì phải dùng chiêu xong đánh thường, còn một cái muốn làm chậm được thì lại phải đánh thường liên tục. Kiểu đó là như vậy. Thế nên khi chúng ta xác định được mục tiêu chúng ta cần bắt là ai rồi, nó dùng chiêu và đánh thường liên tục vào cái kẻ địch đấy, vừa gây làm chậm vừa gây cái khả năng sát thương thiêu rất là khó chịu. Đó cho team bạn dồn sát thương vào mình. Và bây giờ thì quay trở lại vào play thôi anh em. Ăn được tô len rồi nha. Người thứ hai chắc chắn là vị tướng Hayate. Một cái pha cân đôi thì cũng rất là dễ dàng. Tại vì bây giờ chúng ta cũng đã xanh rồi, và thậm chí chúng ta xanh hơn vị tướng Hayate của team bạn cũng rất là nhiều. Theo lý thuyết thì Tara rất là sợ những cái vị tướng có khả năng gây sát thương chuẩn, hoặc là vị tướng có khả năng gây sát thương theo phần trăm máu. Nhưng với trận đấu ngày hôm nay thì thật ra thì mình cũng sợ thật anh em. Tại vì với Hayate thì tí nữa vị tướng đấy bắn cũng khá là đau. Khi chơi vị tướng này nếu mà anh em gặp phải những cái kèo như vậy thì tốt nhất là chúng ta hạn chế tiếp xúc nha anh em. Vừa nói xong thì chúng ta cũng gặp Hayate luôn rồi. Nó sát thương toàn sát thương chuẩn chí mạng thôi, rất là thốn. Nó nhiều khi là chúng ta muốn né mà không né được. Thế nên là khi về lết những cái vị tướng đó đã xanh rồi, chúng ta nên để team xử lý trước. Hoặc là gặp những cái vị tướng đó thì sau khi chúng ta thu hút hay là chính xác là nhử sát thương rồi, chúng ta ngay lập tức là chạy về, đợi team lao lên rồi chúng ta mới lao lên cùng, hạn chế tiên phong. Tại vì tiên phong những cái vị tướng đó nó bắn mình không khác gì là bắn giấy đâu anh em. Chúng ta lên chỉ là lên để thu hút sát thương thôi nhé. Cuối cùng vài cái trang bị phù hiệu cho Tara thì mình cũng sẽ để dưới màn hình. Thì với lối phù hiệu cho vị tướng Tara trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng cho vị tướng Tara, đó chính là đầu tiên là canh gác, để Tara có thể băng trụ được tốt hơn với 10% miễn thương và khoảng 5% kháng hiệu ứng. Còn phù hiệu thứ hai là bơm máu, một phù hiệu không thể thiếu cho Tara, có thể giúp cho Tara hồi phục mạnh hơn nhờ lối phù hiệu này.
Và lũ phiệu chính thì chúng ta sẽ sử dụng cho cô nàng này là mộc giáp. Còn hai lũ phiệu phụ thì đó chính là hấp huyết và cái thánh châu, để Tara có thể hồi được ulti nhanh hơn. Tại vì trong cái trang bị ngày hôm nay của mình ý, cũng chỉ rơi vào đâu đó khoảng 20% giảm hồi chiêu cho Tara, đến từ thứ nhất là cái áo tràng băng, thứ hai đến từ huân chương choi. Đó, thế nên là chúng ta lên thêm cái thánh châu thì có thêm 30% giảm hồi chiêu, thì hồi ulti nó vẫn ngon hơn rất là nhiều. Đó thì ở trang bị thì đầu tiên là giày kiên cường này, tiếp tục áo lửa, áo băng, rồi sau đó giáp Gaia và giáp phản đêm và cuối cùng huân chương choi. Đến những cái pha như thế này thì thôi chắc là băng trụ cũng là một cái chuyện rất là dễ dàng rồi. Nó thậm chí chúng ta băng thẳng vào đây thì cũng rất là e rét thôi. Máu thì mất không nhiều, nhưng mà cái độ khó chịu hay là cái độ cù nhây mà Tara mang lại nó cũng sẽ rất là cao. Cuối cùng thì như mọi clip thôi, nếu cách chơi cách đánh chúng ta cũng chia sẻ luôn cách khắc chế cho vị tướng Tara. Thế là khắc chế vị tướng này, thứ nhất dùng tướng sát thương chuẩn, dùng tướng sát thương theo phần trăm máu. Và thứ hai là nếu mà anh em không dùng những cái vị tướng đó thì chúng ta cũng nên thêm một lối trang bị giảm hồi máu. Thì mình thấy là khắc vị tướng này cũng rất là tốt. Và thứ ba, hạn chế đuổi theo Tara khi cô nàng ấy ít máu. Tại vì hoàn toàn Tara có thể outplay lại anh em bất cứ lúc nào. Và rồi, clip Tara của mình trong mùa 21 đến đây cũng là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu anh em nào thấy hay, xin mời anh em đã để lại một like đăng ký kênh để ủng hộ mình tiếp tục làm video khác hơn nhé. Và gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye! Thank you.